Cây Victorinox 91mm đầu tiên mình sở hữu cách đây khoảng 2-3 năm, đó chính là Tinker. Đây là một cái mẫu dao đa năng rất là nhỏ gọn, hai lớp, 12 chức năng đủ dùng và cái trọng lượng của nó rất là nhẹ, phù hợp để bỏ túi mang theo hàng ngày. Thế hồi đấy mình thích cái cây Tinker này đến nỗi nó như là một cái vật bất ly thân. Ra đường có thể nhiều khi quên điện thoại, quên ví tiền nhưng mà trong túi lúc nào cũng phải có cái cây Tinker và một cái cây đèn pin nhỏ. Và sau một thời gian sử dụng thì mình tặng lại cái cây Tinker đấy cho đứa em gái và mua cây Huntsman này để dùng. Và một thời gian sau thì biết tin là nó đánh thất lạc cái cây Tinker thì rất là tiếc, bởi vì đó là một cái cây dao nó có rất là nhiều kỷ niệm với mình, cùng gắn bó lên rừng xuống biển trong rất là nhiều chuyến đi. Mặc dù trong quá trình sử dụng thì mình thấy Huntsman là một cây vích thực sự rất là tuyệt vời, rất là lý tưởng, nhưng mà nếu mà được chọn lại cho một cây Victorinox để mà dùng trong đô thị thì mình vẫn sẽ chọn Tinker. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái gia đình của Victorinox Tinker, bao gồm 4 cây. Đây là Small Tinker, đây là Tinker bản tiêu chuẩn, đây là Super Tinker và đây là Deluxe Tinker. Thì cả 4 cây Victorinox Tinker này đều được phân phối chính hãng tại Bisu, và giới thiệu được cây nào mình sẽ nói về giá bán của cây đấy sau. Cái đặc điểm nổi bật nhất của Tinker đó chính là thay vì có một cái tôn mở rượu vang ở đằng sau thì Tinker nó sẽ thay bằng một cái tua vít 4 cạnh. Bởi vì các bạn biết là cái chức năng nó kiểu mang cái tính biểu tượng của Victorinox từ xưa đến nay chính là cái mở rượu vang này. Khi mà nhắc tới dụng cụ đa năng thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới nó sẽ có một cái mở rượu vang. Và trong những cái dịp kiểu lễ Tết với gia đình bạn bè mà lôi một cái cây dao đa năng ra có cái mở rượu vang và dùng thì sẽ rất là oai. Nhưng mà Tinker thì lại không có chức năng đấy và nó đã thay bằng cái tua vít 4 cạnh. Ngoài ra một cái đặc điểm nữa của Tinker chính là nó không có cơ gỗ. Chính vì vậy mình cho đây là cái dòng dao đa năng nó rất là thích hợp để dùng trong đô thị. Có dùng ngoài trời thì cũng ok thôi, miễn là bạn kiểu không dùng để cưa gỗ quá là nhiều. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về Tinker bản tiêu chuẩn 91mm. Và đây cũng là cái cây vích mà ngày xưa mình sở hữu. Cái cây này có tổng cộng là 12 chức năng, là dòng vích 2 lớp, thế nên là trọng lượng của nó rất là nhẹ, chỉ có 62g thôi. Và giá bán của cây này tại Bisu đang là 510.000, hàng mới tinh chưa sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bung từng cái chức năng một để xem. Đầu tiên căn bản nhất phải là cái lưỡi dao chính. Mặc dù thiếu đi cái gì nhưng mà không bao giờ thiếu được cái lưỡi dao, bởi vì thiếu lưỡi dao thì sẽ không được gọi là dụng cụ đa năng nữa. Cái lưỡi dao chính của dòng 91mm này thì rất là đa năng, phù hợp cho những cái việc kiểu cắt gọt nhẹ nhàng, cắt đồ ăn, gọt hoa quả, cắt dây, nói chung là làm được rất là nhiều việc. Sống dao khá là dày và đặc biệt là cái lưỡi dao này rất là dễ mài, các bạn có thể mài nó với tất cả những cái bộ mài hiện đang bán tại Bisu. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái dao nhỏ. Cái dao nhỏ này là phù hợp cho những cái công việc mà các bạn cần cắt gọt những cái gì mà các bạn cần kiểm soát lực tốt, như kiểu là gọt gỗ này hoặc là rạch những cái bìa các tông hay là giấy cứng. Bởi vì nếu dùng cái lưỡi dao lớn này thì các bạn có thể khó kiểm soát lực hơn, nó có thể gây ra những thương tích không đáng có, hay là nó có thể làm cho cái đường cắt nó kiểu bị xấu đi. Thì cái lưỡi dao nhỏ này lại chính là cái chức năng mà mình phải dùng nhiều nhất hàng ngày, bởi vì mình phải rạch thùng hay là rạch băng dính rất là nhiều. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái chức năng rất là quen thuộc, đó là một cái mở nắp chai. Cái mở nắp chai này thì ở đầu của nó có thể dùng như một cái tô vít hai cạnh cỡ lớn, hoặc có thể dùng để nạy những cái nắp như kiểu nắp hộp sơn. Và ở đây sẽ có một cái khe nhỏ với cái tác dụng là để tuốt vỏ của dây điện. Ở phía bên kia chúng ta sẽ có một cái mở đồ hộp. Ở đa phần đồ hộp ở Việt Nam bây giờ thì đều có quay giật rồi, nhưng mà những cái đồ hộp nhập khẩu hoặc là những cái lọ như kiểu lọ nước cốt dừa ấy thì mình thấy là nó không có quay giật và chúng ta bắt buộc phải dùng cái mở đồ hộp này. Có thể thấy là làm khá là dày. Và ở đầu của nó chúng ta có thể dùng nó như một cái tô vít hai cạnh cỡ nhỏ, rất là được việc. Vậy là xong mặt trước chỉ có 4 tool với khá là nhiều chức năng. Bây giờ chuyển qua mặt sau. Như mình nói thì nổi bật nhất của Tinker chính là cái tô vít 4 cạnh này. Thì ngoài cái chức năng vặn vít như mọi người cũng biết rồi, thì mình thấy là nó có một cái chức năng nữa rất là hay, đó là có thể dùng để tự vệ. Các bạn mở cái tô vít ra và cho vào tay như này là có thể dùng nó để tự vệ. Và cái này thì gây sát thương rất là lớn nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách. Và với cái chức năng căn bản nhất của nó, đó là vặn vít, thì các bạn thể thấy là cái vặn vít 4 cạnh này được hoàn thiện rất là nét, có thể vặn được nhiều cỡ vít 4 cạnh khác nhau và nó sẽ hạn chế tối đa cái việc là nó bị tòe ốc. Bởi vì những cái tua vít rẻ tiền ấy nó gia công không được chuẩn và cái độ cứng của nó cũng không tốt, thế nên là vặn kiểu không cẩn thận nó sẽ bị tòe ốc. Nhưng mà mình vặn của cái Tinker này thì thấy khá là ok. Bên cạnh cái vặn vít chúng ta sẽ có một cái dùi đục. Cái dùi đục này nó sẽ có một cái lỗ nhỏ ở đây. Nhiều cây vích nó sẽ không có cái lỗ, nhưng mà những cái dòng 91mm thì đa phần là có. Thì mục đích của cái lỗ nhỏ này là các bạn có thể xỏ cái sợi chỉ qua và dùng cái dùi đục này để mà khâu những cái món đồ da nhỏ nhỏ, rất là hay. Ở vỏ của cây Tinker chúng ta sẽ có một cái tăm nhựa rất là hữu dụng, kiểu đi ăn uống đâu bị mắc răng mà không kiếm được tăm ấy thì có thể dùng cái này. Tuy nhiên lưu ý là dùng xong thì nhớ vệ sinh kỹ, có thể lau qua bằng cồn cho nó sạch. Ở mặt bên kia sẽ có một cái nhíp. Cái nhíp này về cơ bản thì mình thấy gắp mấy cái đồ nhỏ nhỏ rất là ok, nhưng mà thực sự nó hơi mềm.
Mình thỉnh thoảng hay dùng nó để nhổ dâu ấy thì nó hay bị trượt bởi vì cái đầu nhíp nó mềm quá. Và một cái bộ phận nữa cũng được tính là một chức năng, đó chính là cái móc này. Cái móc này các bạn có thể treo vào chụp chìa khóa, treo vào ba lô hay là móc một cái sợi dây qua để cầm cho nó đỡ bị rơi, rất là ok. Vậy là đã xong Tinker dòng tiêu chuẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ có Small Tinker, có thể gọi là một người em của cây Tinker này, bởi vì về cơ bản các chức năng của nó là y hệt Tinker dòng tiêu chuẩn. Chỉ có điều là cái cây này chiều dài của nó là 84mm thay vì là 91mm như cây này. Và cái cây Small Tinker này giá cũng mềm hơn, chỉ có 490.000 thôi. Cái trọng lượng của cây Small Tinker này cũng chỉ có 54g, khá là nhẹ nhàng. Và nếu các bạn so sánh thì nó bằng một cái quả trứng gà công nghiệp tiêu chuẩn. Các chức năng của nó đây như kiểu cái lưỡi dao để mình so cho các bạn xem, thì nó sẽ nhỏ hơn Tinker và tiêu chuẩn một chút, nhưng mà về công năng thì mình thấy là nó không khác nhau quá là nhiều. Cái lưỡi dao thì nó nhỏ hơn, nhưng mà cái chức năng khác như kiểu là cái tô vít này hay là cái dùi đục thì kích thước của nó cũng y như vậy thôi. Thì cây Small Tinker này nó rất là phù hợp cho những ai mà thực sự cần cái sự nhỏ gọn để có thể bỏ túi, hoặc là dùng cho các chị em có thể bỏ vào túi xách mà nó không chiếm quá là nhiều diện tích. Cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có Super Tinker. Cái cây này là dòng vích 3 lớp, nó có tổng cộng là 14 chức năng và trọng lượng của nó là 85g. Vì có nhiều chức năng hơn thế nên là giá bán cây Super Tinker này là 810.000, cao hơn Tinker và tiêu chuẩn một chút. Bên cạnh những cái chức năng giống hệt như kiểu Tinker và tiêu chuẩn, như kiểu lưỡi dao lớn này, lưỡi dao nhỏ, mở nắp chai, mở đồ hộp, ở đằng sau thì có tô vít và có dùi đục, tăm nhựa, nhíp và cái móc ra, thì cái cây này có một cái chức năng rất là hay mà mình nghĩ là rất là nhiều người sẽ cần, đó chính là một cái kéo. Cái kéo trên dòng 91mm thì quá là nổi tiếng rồi, kích thước nhỏ nhưng mà rất là được việc, có thể cắt dây hoặc là làm đồ thủ công, thế nên là cái kéo này đặc biệt là hữu ích cho dân văn phòng hoặc là những ai mà hay làm những cái đồ DIY, thì kéo này là một cái chức năng gần như là không thể thiếu được. Về cái độ sắc bén thì khỏi phải nói rồi, rất là ngọt. Nếu các bạn chỉ cần cắt một đường nhỏ này sau đó đẩy đi là có thể cắt được giấy rồi mà không cần dùng quá là nhiều lực. Vì là dùng một cái lẫy kiểu dạng lò xo thế nên là cái lực nẩy của kéo này rất là tốt. Đây, lực nẩy rất là tốt. Và chẳng may cái lẫy này có bị gãy thì nó cũng có thể dễ dàng thay thế thôi, bởi vì nó có thể tháo ra được. Ngoài ra ở mặt sau chúng ta sẽ có thêm một cái chức năng nữa, đó là một cái móc đa năng. Cái móc đa năng này là một cái chức năng mình cực kỳ thích và nó có trên cái cây Hanmen mà mình đang dùng. Vì gọi là đa năng thế nên là cái ứng dụng của nó là vô vàn, nhưng mà mình hay dùng nhất là dùng để xách túi ni lông, bởi vì khi mà đi siêu thị hay là đi chợ ấy mà những cái túi ni lông nó đựng đồ quá nặng thì cái quai của nó sẽ kiểu bị giãn ra mà nó cứa vào tay khá là đau. Lúc đó thì mình hay móc cái quai của túi vào cái móc đa năng này, sau đó là cầm như này xách thì như vậy nó sẽ không bị đau tay, rất là ổn. Bây giờ chúng ta sẽ đến chùm cuối, đó là Deluxe Tinker. Cái vít có nhiều chức năng nhất, tới tổng cộng 18 chức năng và trọng lượng cũng nặng nhất tới khoảng 122g. Cái này thì còn tổng cộng là 4 lớp và giá bán của nó cũng cao nhất là 1.210.000, nhưng mà thực sự mình thấy những cái gì nó đem lại thì rất là xứng đáng. Ngoài cái chất lượng hoàn thiện rất là vượt trội ra thì những cái chức năng của cây Deluxe Tinker này mang lại nó phải gọi là rất là đủ cho gần như là mọi những cái nhu cầu mà chúng ta có thể gặp trong cuộc sống. Thì mình sẽ không bung những cái chức năng mà đã giới thiệu trên ba cây kia nữa mà sẽ giới thiệu về những cái chức năng mà chỉ cái này có thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một cái đầu kìm. Nhìn rất là hầm hố. Cái đầu kìm này thì rõ ràng là không thể dùng để cắt dây rồi, và cái chức năng chính của nó là để gắp. Gắp cái gì? Thì mình thấy là trong những cái chuyến đi xa, chẳng may xe nó bị dính đinh hoặc là dính những cái kiểu rằm và lốp ấy, thì có thể dùng cái này để mà nhảy nó ra. Rất là ok, bởi vì cái đầu này của nó làm rất là khít. Đấy, chuyên dụng để mà gắp những cái vật nhỏ. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng cái này để kẹp vặn những cái con bu lông đinh ốc cỡ nhỏ, cũng rất là ổn, bởi vì các bạn có thể thấy là cái đầu gắp của nó làm tận hai hàm răng rất là chắc chắn như này, lực kẹp khá là mạnh. Và cái điểm hay của cái kìm này là nó lại dùng cái cơ chế lẫy rất là giống ở trên kéo, thế nên là cái lẫy này có thể dễ dàng thay thế nếu mà chẳng may nó bị hỏng. Đây, trợ lực rất là tốt. Đây, ấn phát đã đẩy tưng tưng như này. Và kìm thì làm rất là dày dặn. Phải nói đây là cái tool dày nhất cho cái cây này. Một cái lớp của nó đã bằng hai cái lớp bình thường cộng lại rồi. Vậy nên là nếu mà tính đúng ra thì cây Deluxe Tinker này phải là 5 lớp chứ không phải là 4, bởi vì cái này nó rất là dày. Nó vẫn có kéo như kiểu Super Tinker. Vậy là vừa có cả kìm vừa có cả kéo, rất là phù hợp để mà dùng trong môi trường đô thị hay là mang theo trong những cái chuyến đi xa bằng xe máy hoặc là ô tô. Ngoài ra ở mặt sau thì nó cũng chỉ có 3 chức năng như kiểu Super Tinker thôi. Cái vặn vít 4 cạnh này cũng có thể dùng để tự vệ được, rất là ổn. Còn đây là móc đa năng, dùi đục kiêm khâu ba da. Đóng lại các bạn cẩn thận này, nó rất là hay bị vấp vào cái móc này. Tắm nhựa này và nhíp.
Thực ra thì với những cái nhu cầu mà không quá đặc biệt thì chắc là mình sẽ không chọn cái Deluxe Tinker này đâu. Bởi vì cái lý do chính mà mình chọn mua Tinker chính là cái kích thước thì rất là nhỏ gọn, chỉ có hai lớp thôi, trọng lượng nhẹ nhàng. Các chức năng thì tối giản đủ dùng. Chứ còn thực sự là phải có những cái nhu cầu đặc biệt lắm hoặc là rất là yêu thích thì mới nên chọn cái cây Deluxe Tinker hoặc là Super Tinker này. Ok, vậy là mình vừa giới thiệu xong cho mọi người bốn cây Victorinox trong gia đình Tinker. Tùy với nhu cầu sử dụng của mỗi người mà các bạn có thể chọn cho mình một cây phù hợp nhất. Nhưng mà nếu bây giờ được chọn lại thì một là mình sẽ chọn cây Tinker bản tiêu chuẩn này, hoặc là muốn nhẹ tiền hơn và muốn nhẹ túi hơn thì có thể chọn cái cây Small Tinker này. Thực sự đây là một cái cây rất là dễ thương. 84 mm là một cái kích thước nó kiểu không quá to cũng không quá nhỏ, kiểu ở giữa ấy, rất là vừa miếng. Link mua hàng và địa chỉ liên hệ thì mình sẽ để ở phần mô tả video. Nếu mà các bạn có đóng góp hay là ý kiến gì thì có thể để lại ở phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.